Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông. Công điện đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 đến 48 giờ tới từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111,5, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Ngày 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền tỉnh Hyogo, Nhật Bản tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hyogo năm 2023 với chủ đề Kinh tế xanh, cơ hội và hợp tác. Diễn đàn là cơ hội để các sở ngành, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh lắng nghe những chia sẻ, bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xanh của Nhật Bản nói chung và của tỉnh Hyogo nói riêng. Những gợi ý về giải quyết các vấn đề về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và các chính sách liên quan trong lộ trình xây dựng nền kinh tế xanh cũng như triển khai các chương trình hành động sắp tới. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực mở ra nhiều cơ hội hợp tác đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, giúp hai bên phát huy nhiều hơn nữa tiềm năng hợp tác trong tương lai, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng khăng khít, bền chặt. Được biết, Nhật Bản hiện đứng thứ 3 trên 120 quốc gia đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số dự án còn hiệu lực là 1.657 dự án và tổng vốn đầu tư đạt 5,715 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời gian qua, chúng tôi đã liên tục thông tin về tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Liên quan đến vấn đề này, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thừa nhận là có hiện tượng thiếu vaccine trên quy mô toàn quốc. Việc tiêm vaccine chậm, muộn là không mong muốn. Thông tin về các giải pháp để tháo gỡ vấn đề, Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để phê duyệt phương án giá vào tháng này, từ đó mua sắm, cung ứng vaccine, giải cơn khát thiếu vaccine trên toàn quốc. Năm 2023, do luật ngân sách, các tỉnh thành phải thực hiện mua sắm vaccine từ ngân sách của địa phương, song gặp khó khăn trong bố trí, phê duyệt kinh phí, vướng mắc thủ tục đấu thầu, phê duyệt giá cũng như kinh nghiệm triển khai, dẫn đến thiếu vaccine trầm trọng, đặc biệt là vaccine 5 trong 1. Với những giải pháp tình thế trước mắt, Bộ Y tế đã nỗ lực vận động các nguồn tài trợ. Tháng 7, Bộ đã nhận được hơn 250.000 liều vaccine 5 trong 1 và đến tối ngày 15 tháng 12, gần 500.000 liều vaccine 5 trong 1 đã tiếp tục về Việt Nam. Hiện nay chúng tôi cũng biết là với trách nhiệm của các nhà sản xuất trong nước thì hiện nay các anh các chị cũng đã có một cơ số vaccine nhất định để giao ngay cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sau khi hoàn tất các thủ tục về tài chính. Và ngay sau khi được cấp vaccine thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm bù, tiêm vét cho tất cả các bé khi chưa được tiêm chủng đầy đủ các liều vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tôi phải sửa cái nghị định 104, đó là trong đó là đồng bộ về ngân sách trung ương là mua sắm vaccine, tiếp quản vận chuyển cho đến tận địa phương, và địa phương sẽ phải tổ chức bố trí ngân sách để tổ chức tiêm chủng. Nghị định này hiện nay là đã thẩm định qua Bộ Tư pháp rồi và sẽ ban hành sớm. Như thế chúng ta đồng bộ cộng với lại mua 10 loại vaccine mà sản xuất trong nước ấy, thì có 9 bước. Nhưng bây giờ là bước cuối cùng quan trọng nhất, đó là xác định cái giá tối đa của Bộ Tài chính. Thì hôm qua Bộ đã chuyển sang cho Bộ Tài chính và chờ Bộ Tài chính khi ban hành cái giá tối đa thì bắt đầu Bộ Y tế ban hành cái giá, xác định cái giá và ký hợp đồng. Tất cả các công ty cũng đã sẵn sàng cung ứng vaccine, đã sẵn sàng rồi và chờ mỗi cái giá nữa là chúng ta ký hợp đồng và có sẵn. Như thế là đồng bộ về cơ sở pháp lý, đồng bộ về tài chính, thì tôi tin rằng là sang năm 2024 là trở đi thì chúng ta không còn cái tình trạng thiếu vaccine nữa. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong quý 1 năm 2024, Viện sẽ phân bổ vaccine kịp thời tới 63 tỉnh, thành phố để tổ chức tiêm chủng các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, bao gồm vaccine nhập khẩu và vaccine sản xuất trong nước. Làm cách nào để xử lý rác thải rắn sinh hoạt là nội dung chính của hội thảo ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn có phần phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Các nhà khoa học đã đánh giá, phân tích thực trạng của tình trạng chất thải rắn sinh hoạt hiện nay, nêu rõ nguyên nhân chính từ việc rác thải chưa được phân loại tại nguồn.
công nghệ còn lạc hậu, đa số là chôn lấp, dẫn đến tình trạng ô nhiễm tại các điểm xử lý, cũng như gây lãng phí nguồn tài nguyên từ rác. Qua đó, một số công nghệ mới đã được trình bày tại hội thảo, như công nghệ đốt rác hóa khí phát điện do Việt Nam nghiên cứu và lắp đặt. Ngoài công nghệ mới, các chuyên gia cũng nhận định cần minh bạch hơn nữa trong công tác đấu thầu dự án phân loại, xử lý rác thải để có cơ hội tiếp cận nhiều công nghệ hiện đại trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tháo gỡ vướng mắc về tài chính cho các doanh nghiệp muốn tham gia xã hội hóa lĩnh vực này. Thưa quý vị, mặc dù Chính phủ, Quốc hội, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế, thế nhưng trên thực tế thì nhiều bệnh viện vẫn có tình trạng thiếu thuốc, vật tư, khiến cho người bệnh phải đi mua từ băng gạc cho đến kim tiêm. Lý giải về điều này, Bộ Y tế cho rằng vấn đề không phải là do văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, cũng không phải là do ảnh hưởng của kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia, mà có thể là do nguyên nhân khách quan từ chính cơ sở y tế đó. Thừa nhận vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, vật tư diễn ra ở nhiều cơ sở y tế trên cả nước, đại diện Bộ Y tế cho biết, Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ được ban hành từ đầu năm nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc đấu thầu vật tư y tế. Việc chưa có kết quả đấu thầu đối với danh mục các thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu, phần lớn là do nguyên nhân khách quan, nhân lực thực hiện công tác mua sắm tại các đơn vị còn mỏng, thiếu cán bộ, nhân viên có chuyên môn về công tác đấu thầu. Nhiều cán bộ, nhân viên vừa phải đảm nhận công tác khám chữa bệnh, vừa tham gia công tác đấu thầu mua sắm, vật tư thiết bị y tế, nên khó tránh được việc triển khai chậm, lúng túng. Để bảo đảm nguồn cung ứng thuốc, thời gian qua, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện giấy gia hạn đăng ký, ban hành các văn bản tháo gỡ. Tiến hành xây dựng cái thông tư sửa đổi, hai cái thông tư 15 năm 2020, năm 2020 và thông tư số 03. Năm 2019 cho phù hợp với quy định mới tại luật đấu thầu số 22. Hiện nay thì hai cái thông tư này sẽ dự kiến là sẽ ban hành vào cuối năm 2023. Chúng tôi thì cũng hiện nay đang cũng phối hợp với cả bên vụ cách tài chính để sửa đổi bổ sung các cái quy định về đấu thầu mua thuốc, đặc biệt là cái thông tư 06 năm 2023 sửa đổi bổ sung, mà theo đó các cơ sở y tế có thể mua được nhiều thuốc cùng với các cái hoạt chất có cùng hoạt chất, đồng độ hàm lượng, đường dùng với giá phù hợp để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 31 tháng 12. Việc đấu thầu sẽ thực hiện theo luật đấu thầu. Bộ Y tế cho hay đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật. Xây dựng một số thông tư, bao gồm có cái thông tư liên quan đến danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá, cũng như là các quy trình thủ tục đối với các gói thầu được áp dụng hình thức đàm phán giá và dự kiến sẽ ban hành sớm ở trong quý 1 năm 2024. Cũng theo Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, khi luật đấu thầu có hiệu lực, nghị định hướng dẫn thực hiện luật này sẽ bao gồm cả những hướng dẫn tháo gỡ chính sách, nên sẽ không lo ngại có những khoảng trống chính sách. Thưa quý vị, dự án nuôi bò sản xuất sữa của công ty TH đã làm thay đổi thị trường sữa Việt, tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp. Nhờ đó mà dự án này đã được vinh danh tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng do báo Nhân dân tổ chức. Triển khai từ năm 2009 đến nay, dự án được ban giám khảo giải thưởng đánh giá đã tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam, mang lại nguồn sữa tươi sạch cho trẻ em, sinh kế cho người nông dân và sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp tại Việt Nam. Cái dự án thay đổi bản chất ngành sữa thì chúng tôi đã làm 15 năm nay rồi, và trong cái quá trình dài chúng tôi đã có những cái đóng góp và những cái nỗ lực để đóng góp để làm nó thay đổi cái bản chất của cái từ chuyển từ cái sự tiêu dùng sữa bột, sữa hoàn nguyên để chuyển sang sữa tươi thì và tươi sạch, thì đấy là những cái đóng góp cho cộng đồng nó rất lớn, đem lại cái giá trị dinh dưỡng tốt hơn cho người tiêu dùng. Thời điểm dự án ra đời, thị trường sữa thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng sữa nhiễm melamin dẫn tới nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Còn tại Việt Nam, có hàng trăm nhãn hiệu sữa cạnh tranh, nhưng các quy định ghi nhãn sữa chưa rõ ràng minh bạch. Đến thời điểm này, người tiêu dùng đã có khái niệm sữa tươi và sữa hoàn nguyên. Trong thời gian tới, TH sẽ tiếp tục có những hoạt động hướng tới sự phát triển bền vững cho cộng đồng.
Những cái dự án để mang lại cộng đồng thì tất cả đều đem lại những cái cảm hứng cho chính cái doanh nghiệp tập đoàn TH chúng tôi. Bởi vì đối với chúng tôi là vấn đề là ở chỗ là làm thế nào để mà đưa cái triết lý về cái nhân văn để mà tạo ra một cái sự cái hiệu ứng tích cực cho cộng đồng, để đem lại có sự tạo ra một sự lan tỏa để cho mọi người, các cái công ty khác hay những cái nhà sản xuất khác, người ta cũng nhìn thấy, người ta nói đúng là cần phải, đó là những cái giá trị đích thực cần phải hướng đến. Thông qua dự án này, TH đã làm thay đổi tư duy làm nông nghiệp. TH đã đưa ra những thành tựu khoa học 4.0 vào chăn nuôi bò sữa, phát triển nông nghiệp sạch, thay đổi căn bản phương thức sản xuất của ngành sữa Việt, tiến thẳng lên làm nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và bảo vệ môi trường ở tất cả các trang trại TH. Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình vừa cho biết, công trình cấp điện lưới quốc gia cho hai xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch sẽ được đóng điện phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch được khởi công vào ngày 10 tháng 2 năm 2023. Dự án có tổng chiều dài đường dây 45 km, trong đó có 27,5 km đường dây trung áp đi ngầm qua vùng lõi vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 17,4 km đường dây trung áp trên không và 8,1 km đường dây hạ áp. Tổng vốn đầu tư cho công trình là 110 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Đến thời điểm này, dự án cơ bản hoàn thành phần kéo cáp ngầm theo đường 20 Quyết Thắng và hiện đang gấp rút thi công tuyến đường dây trung hạ áp trên không vào các bản của hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch. Công trình sẽ hoàn thành đóng điện nghiệm thu kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 này và đóng điện chính thức trước Tết âm lịch năm 2024. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng cùng trú tại xã Xuân Trạch về tội trộm cắp tài sản, đó là cắt trộm rừng cây keo lai đến kỳ thu hoạch của người dân để bán lấy tiền. Theo thông tin từ một người dân, khu đất trồng cây keo tại lô H1, khoảnh 6, tiểu khu 238 thuộc khu vực rừng Trà Nòi, xã Xuân Thạch của gia đình bị cắt trộm số lượng lớn. Số gỗ keo trồng từ năm 2016 và đang đến kỳ thu hoạch. Qua quá trình điều tra, Công an huyện Bố Trạch phát hiện vào đêm ngày 28 tháng 8 vừa qua, 11 đối tượng đã sử dụng máy cưa cắt trộm hơn 13 tấn gỗ keo tại khu vực trên, đem bán được hơn 10 triệu đồng. Một ngày sau, nhóm đối tượng lại tiếp tục cắt trộm hơn 27 tấn gỗ cây keo, bán được 26,5 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng đều trú tại xã Xuân Trạch về tội trộm cắp tài sản. Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo ESG tiêu chuẩn xanh cho ngành lương thực thực phẩm. Hiện nay trên thế giới, áp dụng tiêu chuẩn xanh cho ngành lương thực thực phẩm ESG là xu hướng của các doanh nghiệp. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đã và đang tiếp tục nỗ lực trong việc giảm thải khí carbon và rác thải, sử dụng nguồn đầu vào có trách nhiệm xã hội nhằm đáp ứng các tiêu chí ESG đang ngày càng trở nên quan trọng trong mắt nhà đầu tư và người tiêu dùng. Chương trình hội thảo tiêu chuẩn xanh cho ngành lương thực thực phẩm là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận được nhiều thông tin bổ ích, đồng thời giải đáp được các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong việc triển khai ESG và hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới. Hội thảo cũng đã triển khai các nội dung hữu ích đến các doanh nghiệp về xu thế cũng như mức độ ảnh hưởng và chiến lược chính cho ngành thực phẩm thực hiện ESG, công cụ hỗ trợ doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính, giải pháp tối ưu hóa quy trình vận chuyển và quản lý chuỗi cung ứng một cách bền vững thông qua các chứng chỉ carbon. Bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra sáng nay. Thưa quý vị, theo bài viết trên báo Thời Nay, năm 2024, nhiều nền kinh tế là đối tác lớn của Việt Nam tăng trưởng chậm, dẫn đến tổng cầu khó phục hồi mạnh, từ đó tác động đến kết quả xuất khẩu. Lãnh đạo chính phủ nhấn mạnh trong bối cảnh năm 2024 còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên tinh vi, khốc liệt hơn. Vì vậy, nếu chúng ta không làm chủ được và thiếu sự chủ động thì không thể theo được những xu thế lớn của thời đại và bị đứng ngoài cuộc chơi. Nếu muốn đi cùng với các nước trên thế giới, chúng ta phải có những tư tưởng mang tính chất đột phá, phải nắm được những cơ hội, lựa chọn những thuận lợi trong thách thức. Chè là một trong những loại cây công nghiệp phát triển ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động và mang lại hiệu quả kinh tế tốt đối với nhân dân ở các địa phương vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Theo ghi nhận trên báo Nhân dân, hiện nay nông dân đang đưa nhiều giống mới ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các vùng chè chủ lực đã bắt đầu tiếp cận phát triển hình thức du lịch trải nghiệm, đã và đang có những tín hiệu rất tích cực như là vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên, vùng chè đặc sản San Tuyết Hà Giang, vùng chè San Tuyết Suối Giàng Yên Bái. Những đề xuất về mô hình hai thành phố trực thuộc thủ đô, hai thành phố trong thành phố đang dần hoàn thiện tại các đồ án quy hoạch lớn của Hà Nội. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, mô hình này được kỳ vọng là giải pháp tạo cơ chế cho chính quyền đô thị năng động, linh hoạt trong việc kêu gọi đầu tư và phát triển đột phá. Tuy nhiên, thành phố trong thành phố tại Việt Nam nên cần có thời gian để khẳng định tính hiệu quả. Từ thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy mô hình này phù hợp với quá trình đô thị hóa, sẽ tạo thế và lực cho tính đột phá mới, thúc đẩy sự phát triển chung của toàn thành phố và cả vùng. Chuyển sang thông tin trên báo Lao Động, ngày 20 tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp và bỏ phiếu mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6%, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 để trình chính phủ xem xét quyết định. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia đánh giá mức tăng 6% là phù hợp trong bối cảnh người lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Mức tăng này cơ bản đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên để người lao động nâng cao năng suất cùng với doanh nghiệp vượt khó. Ngành du lịch chưa hết khó khăn thì nỗi lo càng lớn hơn sau khi Bộ Giao thông Vận tải nới trần giá vé máy bay áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng phân tích, điều này khiến cho ngành du lịch đối mặt với thách thức khi mà giá vé các đường bay nội địa tăng lên. Ý kiến của một số chuyên gia cho rằng, việc nâng trần giá vé nhằm tạo ra dư địa rộng để các hãng hàng không linh hoạt trong từng thời điểm, điều kiện bán vé. Nhưng nếu như trên thực tế tăng giá vé so với mặt bằng chung, đặc biệt là với tour du lịch, thì phải cân nhắc kỹ để làm sao vừa tạo thuận lợi cho các hãng hàng không linh hoạt trong giá cả, nhưng cũng thúc đẩy du lịch phát triển. Mặc dù giá tôm nguyên liệu đã tăng dần trong những tháng cuối năm, thế nhưng, theo phản ánh trên báo Đại Đoàn Kết, con tôm lại đang cõng nhiều chi phí đầu vào, khiến cho người nuôi tôm vẫn lỗ nặng. Nhiều hộ phải ngậm ngùi treo ao hoặc là giảm diện tích nuôi vì không có lãi. Một trong những giải pháp được đề xuất là đẩy mạnh các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, cùng với đó là cần có chiến lược phát triển ngành chế biến thực phẩm vượt tư thay vì là phải nhập khẩu gần như là toàn bộ từ nước ngoài, đồng thời là phải không ngừng cải tiến quy trình nuôi, kiểm soát chặt chẽ lượng con giống, vật tư và nhất là quản lý tốt môi trường. Những ngày cuối năm 2023 cận kề, lãi suất tiết kiệm xuống đáy, sản xuất kinh doanh chững lại đã phần nào đẩy giá vàng sốt giá. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, giá vàng tăng vùn vụt trong những ngày vừa qua. Trong 3 phiên giao dịch gần đây, thì giá vàng trong nước liên tiếp lập kỷ lục mới. Mỗi ngày giá vàng tăng từ 500.000 đồng cho đến 700.000 đồng một lượng. Ý kiến của một số chuyên gia kinh tế cho rằng giá vàng tăng mạnh khiến cho người mua vàng ở thời điểm này gặp rủi ro kép. Người dân mua vàng nên nắm giữ được trong thời gian dài, ít nhất là 6 tháng, tuyệt đối không vay tiền để mua vàng. Giai đoạn giá vàng đạt đỉnh, nhà đầu tư nên chốt lời, không nên mua vào để tránh rủi ro.